đây chính là cái hiện tượng cụ thể trong cái chuyện mà chúng ta sử dụng chất liệu bằng silicone, thì theo thời gian nó sẽ hình thành một cái bao sơ để cho nó bao bọc toàn bộ cái chất liệu silicone như thế này. Đây là cái phần bao sơ mà tôi vừa mới tháo ra từ ca phẫu thuật mũi mà đã đặt chất liệu. Thì cái bao sơ này nó sẽ làm cho nó cách ly, bao bọc toàn bộ cái chất liệu silicone khỏi những cái vùng giải phẫu khác của cơ thể. Thì sau này mình tháo chất liệu cũng rất là dễ dàng. Thì đấy là cái ưu điểm của phần bao sơ. Tuy nhiên, cái phần bao sơ này nó lại có hai cái nhược điểm rất là lớn. Một là nó sẽ làm cho cái da cái vùng sống mũi của các bạn nó sẽ mỏng dần đi. Và thứ hai là cái bao sơ này nó tạo ra cái lực kéo, nó co rút, nó làm cho ngắn cái đầu mũi lại theo thời gian. Nên nhiều bạn khi mà làm mũi cấu trúc silicone theo thời gian thì các bạn thấy cái đầu mũi nó sẽ bị ngắn hơn. Cái bao sơ này dày hay mỏng nó tùy thuộc vào cơ địa của từng người, cũng như tùy thuộc vào cái chất liệu silicone hoặc là cách xử lý bề mặt silicone. Nhưng 100% khi đặt chất liệu silicone vào trong mũi thì chúng ta phải chấp nhận nó hình thành cái bao sơ này. Đây là cái phản ứng sinh lý của cơ thể, không liên quan đến tay nghề của bác sĩ. Thì các bạn phải lưu ý điều này.